Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Đắk Lắk bước vào ngày kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, ngày 22 tháng 11 năm 1904, ngày 22 tháng 11 năm 2024. Những ngày này, nhiều công trình, phần việc tại các địa phương đang gấp rút triển khai hoàn thành nhằm chào mừng sự kiện đáng nhớ này. Công trình trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư E Vi, huyện Chư Quynh. Những phần việc trong thi công hoàn thiện đang dần về cuối, phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm ngày thành lập tỉnh sớm hơn dự kiến. Công trình kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh đối với xây dựng Ủy ban Nhân dân xã Cư Vi, xã nhà, thì công trình này hết sức quan trọng đối với Ủy ban Nhân dân. Thứ nhất là cải thiện cái bộ mặt trên toàn địa bàn xã để phục vụ cho nhân dân và giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. Theo hợp đồng là dự án này sẽ hoàn thành vào tháng 2 năm sau. Tuy nhiên là ban quản lý dự án cùng các nhà thầu bàn bạc tâm huyết quyết tâm bằng lực lượng hiện có, máy móc thiết bị là cố gắng đẩy nhanh công trình này và hoàn thành xong trước 31 tháng 12. Chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, huyện Chư Quynh có 3 dự án trọng điểm được chọn triển khai xây dựng, đó là nhà văn hóa xã Ehu, đường liên xã E Bờ Hốc đi xã E Ninh và trụ sở xã Chư E Vi. Các công trình đang được các chủ đầu tư tích cực hoàn thiện, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ.